Hello, xin chào cả nhà, mình là Cherry. Hôm nay là một ngày đẹp trời cho nên là mình với một người bạn thân của mình đi mua hoa. Thì ở đây Canada, mọi người ai cũng biết đó là Terra là một nơi bán hoa và cái dụng cụ làm vườn các bạn. Trời hôm nay rất là đẹp, trời trong vắt luôn. Đây, tới nơi rồi, đây là Terra. They have many. So? Yeah, carrot. Or you think about flower seeds? Carrots, you would need like a good planter, something like about this high. Yeah. And they're like that. There's no way that I can get that. Look at it. Yeah. But I think it's difficult to plant them. Actually, no, but the thing is, they grow huge. They take over the garden. Oh, yeah. Because one plant is like 12 feet long. Mm-hmm. Here, carrot. They have many carrot. Sau khi xem hạt giống xong thì tụi mình đi ra ngoài. Ở đây có rất là nhiều cái dụng cụ trang trí ở phòng. Đây, con chim này dễ thương chưa? Nó cây chanh nhưng mà cây giả đó bạn, cây nhựa đó. Nhìn đầu tiên cũng giống như thật á. Oh my god. Đây, ở sau là một cái vườn kính rất là rộng. Thì họ để những cái cây và cây nhiệt đới cũng có. Hoa đây rất là đẹp. Nhìn giống bông giả quá bạn ha. Có nhiều loại hoa ở đây mình không biết hoa gì luôn. Ở Việt Nam không có những cái loại hoa này. Đây thì rất là nhiều rau gia vị này. Bạc hà, tí tô. Yeah, all the herbs. This whole center row here is herbs. Còn cái cây này, cái trái nó y chang cái chùm bao, nhưng mà không phải chùm bao nha bạn. Đây là chậu cải bánh xèo đó, mà ở đây rất là mắc. Một chậu khoảng chừng 250 tiền Việt. Cái này là cái nhà voi hồi nhỏ nhớ ở nhà trồng cây này. Look far away, it's like flower, it's not. This is them without the tops. Oh, I know this tree in Vietnam we have. Oh, really? Yeah. Okay. This kind of, they don't like cool water, you know? It likes hot weather. Còn đây là cái hồ đang bộ ngoài trời. Có mấy con cá vàng nhỏ nhỏ xíu. Rất là dễ thương. Oh, and it's a windmill.
Oh. Đây là cái quạt thần thánh. This is the wing fan, đấy. Yeah. Giống con chuồn chuồn quá ha. Yeah, it looks like an old airplane. This one enough for lemongrass, the size. Mm-hmm. Well, that's more than I can hold. Đây là hoa giấy. Hoa giấy ở đây rất là có giá đó nha các bạn. Oh my god, it looks so cute. Honey, cherry tomato. Yeah. Đây là cà chua cherry, bởi vì nó rất là giống cái cherry. Many colors, yellow. These are the red ones, these are the orange cherry tomatoes. Oh, orange? Yeah. Oh. Orange cherry. Yeah, so when they're ripe, they're like this. Yeah. That is cherry tomato. Oh, this is red one. Orange yeah. cherry. Yeah. Brown cherry. Nhìn cái hàng danh mục này rất là nhớ nhà ngoại. Ngày xưa ở Việt Nam là nhà ngoại là hai bên rồi cái hàng danh mục. Ở đây một chậu danh mục thì khoảng chừng 900 ngàn. Ở Việt Nam thì không cần phải mua. Chili. Đây là cây ớt người ta Not trồng like nè. Cherry, cherry. Chút xíu mà có trái rồi. Còn cây ớt ở nhà mình trồng. Nó cao hơn mình á. Mà trái thì chưa thấy đâu hết. Bởi vì ta nói mát tay quá cũng khổ. Đi coi ớt, coi chanh, cuối cùng cũng mua được cây phát tài. Nói chứ hôm nay chủ yếu đi mua cái đất với lại đất là cái chậu và trồng cái cây sả. Đây, về tới nhà rồi đây. Đây là cây ớt của mình trồng thấy chưa? Nó cao kinh khủng chưa? Ê, thấy cây sả trên bàn không mày? Đừng có nhìn trái bi với lại đi rượu nha. À, cây sả mình trồng. Không phải trồng nữa mà để bỏ trong nước, nó nứt rễ ra. Cây này mua ở Beatrice. Như là cây này khoảng chừng 2 đô. 2 đô là khoảng mấy chục ngàn á mà. 30 ngàn. Một cây sả này. Đây cái chậu là đất đây. Đây là bịch đất mua ở Terra. Bịch đất này ở Việt Nam ra ngoài vườn hốt. Bên này thì phải mua khoảng chừng 8 đô. Khoảng chừng 150 đó. Cho nên ta nói đất bên này không có dễ cạp chút nào cả. Cuối cùng đã trồng xong một cây sả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà thích video thì okay, make a hole. Yep. So. Yeah, we make a hole and put it in, right? So. So we set it. Yes. Okay. Pressure I'm getting. See, that's too strong.
cuối cùng cũng đã trồng xong cây sả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video and have a good day.